kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Vô Đàm sớm xỉu ngày khúc dạo đầu Thủy Tiên tránh mặt Phương Hằng dính án 3 năm Ngày 21 tháng 9, ngày đầu tiên của Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh mở phiên tòa xét xử vụ án lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân với năm bị can là bà Nguyễn Phương Hằng là Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đại Nam Nguyễn Thị Mai Nhi, Lê Thị Thu Hà, Huỳnh Cung Tân và luật sư Đặng Anh Quân. Vua Đàm đã xỉu ngay khúc dạo đầu. Đáng chú ý nhất là ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng và ca sĩ Thủy Tiên là hai người kiện bà Nguyễn Phương Hằng đòi bồi thường đến 73 tỷ đồng vì những thiệt hại tinh thần và vật chất. Hai ca sĩ này được tòa triệu tập, tuy nhiên trong phiên tòa này chỉ có ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng có mặt còn ca sĩ thủy tiên thì ủy quyền cho luật sư làm việc với tòa. Ban đầu ca sĩ đàm vĩnh hưng đề nghị bà hằng bồi thường thiệt hại vật chất lên số tiền hơn 40 tỷ đồng, nhưng tại tòa ông cho rằng thiệt hại kinh tế có thể làm lại được, còn tổn thất tinh thần thì không thể. do đó ông chỉ yêu cầu bà hằng xin lỗi trực tiếp ngay tại tòa. Tuy nhiên đáp lại bà nguyễn phương hằng nói rằng một lời xin lỗi không phải là vấn đề, nhưng bản thân bà cảm thấy bị xúc phạm, bị tổn thương, thấy mình bị tấn công trước chứ không phải bị cáo đi kiếm chuyện. Về phía ca sĩ, vợ chồng ca sĩ Thủy Tiên, Công Vinh, thông qua luật sư cũng thay đổi yêu cầu, từ chỗ yêu cầu bồi thường hơn 30 tỷ đồng tổn hại vật chất và 14 triệu đồng bù đắp tổn thất tinh thần, nay chỉ còn yêu cầu bồi thường 2,3 tỷ đồng tổn hại vật chất và 14 triệu đồng tổn thất tinh thần. Như vậy, chỉ mới ngày xét xử đầu tiên thì ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đã xỉu, chứ không còn căng như trước, đòi bồi thường hơn 40 tỷ đồng. Ca sĩ Thủy Tiên cũng xỉu tương tự. Thủy Tiên vắng mặt tại tòa. Ra trước tòa với vai trò là người có nghĩa vụ liên quan, bà Đặng Thị Hàn Ni, nhà báo có vẻ mạnh mẽ nhất. Bà này cho rằng cáo trạng không đầy đủ và toàn diện. Bà tố cáo bị cáo Nguyễn Phương Hằng còn nhiều đồng phạm khác nữa nhưng không bị đưa ra xét xử. Cụ thể là ông Huỳnh Uy Dũng đã tham gia live stream nói ủng hộ vợ tới cùng. Nhân vật chính gây ra hàng loạt vụ tố cáo của bà Nguyễn Phương Hằng là ông Võ Hoàng Yên lại đứng ngoài vòng lao lý, trong khi tại phiên tòa này đang diễn ra. Ông ta được cho biết là lừa đảo đại chúng sự thật quá rõ ràng, nhưng cuối cùng chẳng hề hấn gì cả. Ngoài ông Võ Hoàng Yên thì nghệ sĩ Hoài Linh cũng là một trường hợp làm nhiều người đặt câu hỏi. Vấn đề quyên góp tiền từ thiện rồi im của ông này có thể bị truy tố tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Nhưng ông này cũng đứng ngoài vòng lao lý. Bà Nguyễn Phương Hằng cho rằng nghệ sĩ Hoài Linh có mối quan hệ với ông Võ Hoàng Yên. Khi bà yêu cầu ông Hoài Linh cùng lên tiếng về hành vi lừa đảo của ông Yên thì ông Hoài Linh lại im lặng. Tại phiên tòa này, nhà báo Nguyễn Đức Hiền, tức Năm Mực, không có mặt tại tòa, mà thay vào đó là luật sư đại diện. Đại diện của Nguyễn Đức Hiển đề nghị tòa xác định lại tư cách tham gia tố tụng của ông Hiển là bị hại trong vụ án. Đồng thời, đề nghị hội đồng xét xử tuyên buộc bị cáo công khai xin lỗi, cải chính những phát ngôn sai sự thật. Ngoài ra, đại diện của ông Hiển còn đề nghị hội đồng xét xử khởi tố vụ án về hai tội làm nhục người khác và vô khống vì tại phiên tòa phát hiện có việc bỏ lọt tội phạm. 3 năm tù là cái giá mà bà Nguyễn Phương Hằng phải trả khi dám déo tên ông Phan Văn Mãi. Phiên tòa kéo dài đến tối và không có yếu tố bất ngờ nào. Bà Nguyễn Phương Hằng bị kết án 3 năm tù giam, trong khi đó bà đã bị tạm giam 18 tháng. Nghĩa là bà chỉ ở trong tù thêm 18 tháng nữa bà Hằng bị kết tội theo điều 331 Bộ luật hình sự năm 2015, một điều luật rất mơ hồ giúp cơ quan tố tụng muốn diễn thế nào thì diễn. Có người đặt câu hỏi, ranh giới giữa ngôn luận và lạm dụng quyền tự do dân chủ là gì? Gây thiệt hại như thế nào thì đến mức bị truy tố hình sự. Ở Việt Nam nói gì cũng được, nhưng không được nói nhà nước sai. Nói dân thì được, nhưng nói quan chức thì bị trả thù bởi họ có thể dùng luật pháp để trả thù riêng một cách dễ dàng. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của bản tin Thời báo chấm Vua Đàm sớm xìu ngay khúc dạo đầu, Thủy Tiên thì tránh mặt, Phương Hằng dính án 3 năm. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi Youtube và Facebook của Thời báo chấm để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung khoa thời báo chấm đề. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin, ngoài bốn chân, đảng còn có đuôi. Trong nước thì lòi ra, sang tàu thì cục, đến Mỹ thì lại chè. Nếu nói nhà nước dân chủ là nhà nước đứng trên ba ngọn núi độc lập, đó là lập pháp, hành pháp và tư pháp thì chế độ độc tài của Đảng Cộng sản Việt Nam lại đứng trên bốn chân bốn chân này không độc lập mà dính vào một cơ thể cơ thể đấy chính là đảng cộng sản chính vì thế mà người dân mới tặng cho bốn chân trụ này bằng cụm từ rất đặc biệt đó là tứ trụ triều đình đảng đâu chỉ có bốn chân tuy là bốn chân mọc ra từ cơ thể của đảng nhưng bốn chân này không đồng nhất trong đó chân mạnh nhất là chân tổng bí thư kể đến là chân thủ tướng còn lại chân chủ tịch nước chỉ để làm kiểng và chân trụ chủ, chủ tịch quốc hội cũng chẳng khác gì chân trụ chủ, chủ tịch nước điều hành một quốc hội bù nhìn chỉ biết gật theo những gì đã được trung ương đảng quyết định trước sự không đồng đều về quyền lực như thế khiến cho đảng cộng sản không thể nào đứng vững trước người khổng lồ phương bắc đấy là câu chuyện về bốn chân của đảng vậy thì đuôi của đảng ở đâu ra đó chính là cái đuôi định hướng xã hội chủ nghĩa được gắn đằng sau cụm từ kinh tế thị trường. Kể từ năm 1986, Đảng Cộng sản đã từ bỏ mô hình kinh tế tập trung quan liêu bao cấp để khai thông bế tắc. Thay vì áp dụng nền kinh tế thị trường đúng nghĩa thì họ lại cho mọc thêm cái đuôi định hướng xã hội chủ nghĩa gắn vào. Từ đó hình thành nên sự bất công giữa khối kinh tế tư nhân và khối kinh tế nhà nước. Ngoài ra, trong bộ máy nhà nước, Đảng Cộng sản trọng chế độ lý lịch, tức là trọng chọn, chọn hồng bỏ chuyên. Vào năm 1999, tiến sĩ Nguyễn Xuân Oánh nói với một hãng truyền thông quốc tế rằng chương trình đổi mới kinh tế đã gặp bế tắc và Đảng Cộng sản cầm quyền nên đã dành cho những người không phải là đảng viên, những chức vụ cao cấp trong đất nước không bao giờ đến tay họ. Trong nước thì đảng lòi đuôi Ở trong nước thì đảng Cộng sản không ngần ngại đưa cái đuôi định hướng xã chủ nghĩa ra cho bản dân thiên hạ chiêm ngưỡng từ chỗ ưu tiên cho con em cán bộ cộng sản trong bộ máy chính trị đến ưu tiên cho khối doanh nghiệp nhà nước đã tạo ra sự bất công xã hội rất lớn từ bắc đến nam người dân bị ép phải mua các dịch vụ độc quyền nhưng chất lượng thì lại rất tồi ngoài ra các doanh nghiệp nhà nước lại được nhà nước cứu mỗi khi gặp nguy cấp bằng tiền của dân đóng thuế Chính vì vậy mà nền kinh tế Việt Nam mới bị què quặt như ngày hôm nay. Doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp sân sau thì phá nhiều hơn xây. Doanh nghiệp tư nhân thì eo uột, không lớn nổi vì bị chèn ép. Sự cải cách nửa vời như thế tạo ra một gọng kìm giới hạn sức mạnh của nền kinh tế. Hiện nay, nền kinh tế Việt Nam đứng trên ba trụ gồm khối tư nhân, khối nhà nước và khối FDI, tức là những doanh nghiệp có vốn nước ngoài trong đó khối tư nhân và khối nhà nước là hai chân trụ quẻ chỉ còn lại khối FDI là trụ cột mà thôi đấy là đối nội còn với đối ngoại Việt Nam chỉ được nước cộng sản anh em thừa nhận là nền kinh tế thị trường với Trung Quốc chính quyền của đảng cộng sản Việt Nam không cần giấu đi cái đuôi định hướng xã hội chủ nghĩa bởi cả tàu và Việt Nam đều có cái đuôi như nhau có người nói vui rằng đảng cộng sản Việt Nam không giấu đuôi trước tàu nhưng họ lại cụp đuôi. Sang Mỹ thì Đảng Cộng sản lại đem giấu đuôi đi. Vào chiều ngày 19 tháng 9, theo giờ địa phương tại Washington DC, ông Thủ tướng của Việt Nam Phạm Minh Chính đã gặp Bộ trưởng Bộ Thương mại Mỹ Kina và đại diện thương mại Mỹ Katarina. Trong cuộc gặp này, ông Chính đã đề nghị phía Mỹ công nhận nền kinh tế Việt Nam là kinh tế thị trường. Nghĩa là ở trong nước thì họ lòi đuôi nhưng sang Mỹ họ lại giấu cái đuôi định hướng xã hội chủ nghĩa đi mất. Người Mỹ lịch sự họ vẫn ầm ở xã giao nhưng có lẽ họ chẳng bao giờ thừa nhận Cộng sản cụt đuôi vì Đảng Cộng sản chỉ giấu đuôi chứ đâu có cắt bỏ. Cũng vì Đảng không chịu cắt đuôi khiến doanh nghiệp Việt Nam làm ăn trên thị trường quốc tế gặp rất nhiều khó khăn nhất là khi có tranh chấp thương mại trong đó có các vụ kiện chống bán phá giá biết rằng doanh nghiệp Việt Nam gặp khó, nhưng nếu cắt đuôi thì đảng mất đi lợi ích không nhỏ, nên họ đã không cắt mà chỉ cụp lại. Đã bốn chân mà thiếu đuôi thì cũng không đủ bộ, bởi DNA của Đảng Cộng sản nó vốn là như thế. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo chấm với bản tin Ngoài bốn chân, Đảng còn có đuôi, trong nước thì lòi, sang tàu thì cụp đến Mỹ thì chè. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời Báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa Thời Báo .de